giả. Từ quốc lộ 91 nhìn qua sông Hậu, Cù Lao Bình Thủy như một ngôi làng biệt lập, vẫn còn giữ nguyên những nét văn hóa và những nét mộc mạc của vùng thôn quê xưa. Một minh chứng cho những nét văn hóa ấy chính là nơi đây vẫn tồn tại nhiều ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi. Bình Thủy là một ngôi làng thành lập rất sớm trên Cù Lao Năng Gù. Xưa kia nơi đây có rất nhiều ngôi nhà cổ. Đến nay, những ngôi nhà này vẫn tồn tại và giữ nguyên nét đẹp thâm trầm cổ kính. Ghé thăm ngôi nhà cổ của dòng họ Hồ ở ấp Bình Quý. Đây là ngôi nhà gỗ ba gian hai trái, mái ngói âm dương, được gia đình họ Hồ xây dựng vào những năm 1890. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách truyền thống, với cách bài trí mang đậm bản sắc gia đình Việt. Tất cả các hình tượng chạm trổ trên cột nhà, các bộ dáng gỗ và những bức hoành phi treo trên cột chính đều được làm từ các loại gỗ quý hiếm và tuân theo các chuẩn mực dễ điêu khắc. Trên nóc nhà và các dòm cửa được trang trí bằng nhiều tác phẩm chạm khắc theo các đề tài khác nhau, lồng trong các khung hình chữ nhật và hình vuông với hình ảnh những con vật quen thuộc như rùa, cá, hổ, báo, hươu, nai. Ngoài ra còn có các liễn đại tự treo thờ giữa gian nhà chính và liễn câu đối được treo trên các cột khảm xà cừ ống ánh. Bên cạnh những ngôi nhà gỗ mang đậm bản sắc văn hóa cổ xưa của người Việt, phần lớn nhà cổ ở Bình Thủy mang kiến trúc hiện đại pha lẫn giữa phương Đông và phương Tây. Điển hình như ngôi nhà cổ của dòng họ Phan ở ấp Bình Phú, hiện do ông Phan Hòa Long quản lý và thờ tự. Ngôi nhà có diện tích gần 2.000 m², được xây dựng vào những năm 1930, có sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc phương Tây hiện đại và lẫn nét Á Đông cổ xưa. Thì bề ngang của ngôi nhà thì tầm khoảng 22 m, bề dài thì kể luôn cái nhà sau, nhà trước, nhà sau luôn là bề dài tầm khoảng 90 m. Thì từ lúc ông nội cất ngôi nhà này tới giờ thì tới đời cha, bây giờ tới đời của tôi thì ngôi nhà vẫn còn giữ y nguyên, nguyên bản chứ không có sửa chữa hay là không có phục chế gì lại hết. Để thờ tự ông bà thì mình cũng rất là tự hào, tại vì đây là một cái giá trị văn hóa lâu đời của từ đời ông nội còn gìn giữ tới bây giờ. Thì mình mong rằng sau này thì thí dụ những người kế tiếp của mình mà ở được cái ở để thừa kế ngôi nhà này thì con cháu sẽ giữ y cái nguyên bản và phải gìn giữ cho nó bền vững cái ngôi nhà giống như đời cha mình tới đời mình vậy. Hiện nay, Cù Lao Bình Thủy còn khoảng 14 ngôi nhà cổ được xây dựng trên dưới một thế kỷ. Hầu hết những ngôi nhà này đều giữ được nét thâm trầm, kín đáo đặc trưng của những ngôi nhà cổ xưa.